Nhận định Slovakia với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một trong những đội tuyển gây thất vọng nhất tại vòng chung kết Euro 2021. La Roja chỉ thu về 2 điểm từ 2 lượt đấu đầu tiên và chỉ ghi được 1 bàn thắng. Nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng hiển hiện đối với đội tuyển từng 2 lần vô địch Euro liên tiếp 2008 và 2012. Nếu thua Slovakia, Tây Ban Nha chắc chắn bị loại. Nếu chỉ giành được một kết quả hòa, số phận của La Roja sẽ phụ thuộc vào các đội tuyển khác. Vì vậy, chiến thắng là con đường duy nhất của dàn cầu thủ do huấn luyện viên Luis Enrique dẫn dắt. Với Slovakia, một kết quả hòa có lẽ là đủ để đội tuyển này mơ tới một suất tham dự vòng 1/8. Nếu thắng, Slovakia chắc chắn vượt qua vòng bảng mà không cần quan tâm tới phần còn lại. Hai đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng, nhưng chỉ một trong hai có thể cụ thể hóa. Đội có thể cụ thể hóa mục tiêu ấy nhiều khả năng là Tây Ban Nha. Lý do, Tây Ban Nha được thi đấu trên sân nhà và sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng hơn hẳn so với Slovakia. Bên cạnh đó, La Roja còn được lịch sử chống lưng. 6 lần so tài trước đây với Slovakia, Tây Ban Nha thắng tới 4. Phong độ và thống kê đối đầu Slovakia với Tây Ban Nha, thống kê 10 trận gần nhất của Slovakia nhận định, soi kèo Slovakia với Tây Ban Nha. 23 giờ ngày 23 tháng 6, ảnh 1, thống kê 10 trận gần nhất của Tây Ban Nha nhận định, soi kèo Slovakia với Tây Ban Nha. 23 giờ ngày 23 tháng 6, ảnh 2, lịch sử đối đầu Slovakia với Tây Ban Nha nhận định, soi kèo Slovakia với Tây Ban Nha. 23 giờ ngày 23 tháng 6, ảnh 3, tỷ lệ kèo Slovakia với Tây Ban Nha, soi tỷ lệ kèo châu Á, 1-3-4, không tỷ lệ 1-3-4, không cho thấy nhà cái đánh giá đặc biệt cao khả năng giành chiến thắng của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, để vượt qua tỷ lệ chấp này là điều không hề đơn giản. La Roja có thể vẫn giành 3 điểm nhưng chỉ tạo ra chiến thắng với cách biệt 1 bàn. Trọng, Slovakia, soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 2/3/4, cả hai trận đã đấu của Tây Ban Nha tại vòng chung kết Euro 2021 đều không chứng kiến quá 2 bàn thắng. Kịch bản tương tự hứa hẹn tái diễn khi La Roja so tài cùng Slovakia vào thứ Tư ngày 23 tháng 6. Trọn, xỉu. Dự đoán tỷ số Slovakia 0-1 Tây Ban Nha. Đội hình dự kiến Slovakia với Tây Ban Nha: Slovakia, Dubrava, Pekarić, Skriniar, Saka, Hoboken, Kuka, Hromada, Haralin, Hamsik, Mat, Duda. Tây Ban Nha: Simon, Lorente, T, Torres, Laporte, Alba, Busquets, Koke, Petri, Moreno, Morata, Olmo. Bảng xếp hạng bảng E sau lượt trận thứ 2 nhận định, soi kèo Slovakia.